ở một nơi hoang vắng nào đó trên mặt trăng. Một siêu titan Speckerman xuất hiện với những bước chân vô cùng mạnh mẽ, đang chậm chậm tiến về phía trước, đến nơi thách đấu với tên siêu sực TBD Toilet. Nhìn qua thôi đã thấy mấy bộ loa đài âm chấn cực kỳ mạnh mẽ rồi. Ôi định mệnh cuộc đời tôi, con siêu sực TBD nó. Không biết tôi đang chứng kiến cảnh tượng gì thế này. Ôi trời ơi là trời, họ đổ những cái bộ vũ khí cực kỳ mạnh thế này. Họ chuẩn bị giao chiến rồi. Đứng xem có tí thôi mà bị bắn xém đen cả mặt các bạn ạ.